Ủa cái này là mình làm mình giao cho người ta. Ngày làm được bao nhiêu cái không vậy? Từ công đoạn luôn rồi. Dạ. Này lòng hết cóc mà ta. Bây giờ mà kết thì gì không thì ngàn trăm mấy. Kết không thì là ngàn trăm mấy. Trăm hai, trăm ba, trăm tư, trăm rưỡi. Hoàn thành hết trơn, tức ra là một ngày có 30 cái. Hoàn thành hết ngày có 30 cái. Lâu. Đấy. Tại vì 10 ngày có 300, được 300 cái. Không đi ngang thôi, phá phá cái vụ vẽ lồng tre. Không ngày không thấy làm, đi qua đi lại rồi. Dạ. Này đường hay ha. Đường này giống đường lưới rồi. Đúng rồi đó. Đường lưới. Đường lưới sao đường. Dạ. Hay quá ha. Nhớ đường đương ha, đương ô chéo hay sao? Đường nước quen tay hả? Dạ. Hay ha, rồi mình giao lại cho người ta, lên người ta đặt ha. Cái khung sát này của người ta đem lại hay sao? Không, ở nhà mình làm. Cái khung này là mình tự làm luôn hả? Ừ. Ủa sao làm được cái khung gì hay giống vậy hay vậy? Mình quen rồi. Đây là sản phẩm. Một cái vậy là mấy phút xong vậy? Tại không biết gì đâu. Ủa lâu lắm hả? Làm lâu lắm, đâu mà mấy phút. Sao thấy đường mới đây phần nửa cái rồi đó. Qua nhiều công đoạn lắm, chứ đâu phải là nó có mấy chục công đoạn mới thành cái vợt này nè, chứ đâu phải là công đoạn rồi rồi đâu. Dạ. Yeah. Bà kết vậy là mới một công đoạn đó. Còn nhiều cái nữa. Còn nhiều công đoạn nữa. À, thấy rồi, tao giờ tao gắn dao nè, thấy không? Gắn dao rồi mất rồi đó, còn buộc dao thêm đây. Ủa, nè. Cái này cái dao. Ừ. Nè, dao nè, rồi mới mất buộc dao thêm chỗ này, đây cái nè, nó kẽm, nó kẽm. Kẽm vô đó, nữa, nó cứng, người ta hái. Dạ. Cái lồng này để hái cóc hay hái gì đó? Hái xài. Hái xài cóc. Bơ nữa. Ủa này chú làm lâu lắm hả gì? Làm lâu lắm. Mấy chục năm nghề. Mấy chục năm nghề thì không ta rồi. Gió quá trời hả? Đây hay. Khoái coi vụ làm lòng. Bên đây là gắn dao, còn bên đây là đương đương lưới. Làm từ công đoạn rồi đó, sắt vậy đó. Sắt. Như sắt vậy nè. Bắt đầu sửa ngay vô, bắt đầu bẻ từ công đoạn này, bẻ này một cái nè. Rồi bẻ chân này một cái nè. Rồi bắt đầu mới bẻ cái hông này một cái nè. À. Đó, bắt đầu cái thành hoàn thành được cái này rồi bẻ hông này, bắt đầu cho hai cái nó không có điệu nhau cho này nè. Dạ. Cho thẳng không tiếp gì, hai chân này cho thẳng không tiếp gì nè. Đó, đi bằng nhau hết rồi đó. Bắt đầu tiếp tục công đoạn được, làm công đoạn thứ hai, công đoạn này nè, công đoạn gắn dao nè, nó cũng cắt sát ra rồi định cũng bẻ giọng này, rồi bẻ giọng này, rồi đầu mới rồi cũng được bẻ giọng này đó, rồi mới sửa lại cho nó ăn với giọng này. À. Đó, rồi còn một cái nữa đây, cái ruột nhỏ nè, thấy không, như ruột nhỏ ăn chén nhét cái lưỡi dao rồi nó cho đựng cho nó lục, đựng cho lúc lắc nè, thấy không. Dạ. Này đồ này là đồ hàng độc quyền nè, chứ đâu phải là hàng rồi mới đi hàng, rồi mới đi mướn ta hàng, mướn ta hàng. Này công phu tỉ mỉ nhiều quá, giai đoạn ghê. Mấy chục công đoạn nè, cắt cái cây đỡ nữa nè, cắt cái ngang này nè, bắt đầu sửa cái ngang này nữa nè, rồi đầu cắt ống tiếp nè, cắt xong rồi đâu phải giờ đâu cũng mài hai cái đầu này nè cho nó sạch ba giới, phải không? Dạ. Rồi đầu mới khoan, mới gian cái đường này cho nó hết sạch, nó sạch ba giới trong này nè, mới khoan đường này nè, gì hàng xong rồi mà gì biết làm gì nữa không? Quét nước sơn bạc vô nữa. Trời ơi. Ủa đó. Mình có máy phun sơn hay sao hả? Quét cỏ. Quét bằng cỏ. Quét bằng tay đó. Trời, thủ công luôn ha. Đó. Vậy đó, gỗ đậu có bắt khô, gỗ đậu mới kết vô nè. Nó bả kết vô đó, giờ tao mới gắn dao. Trời ơi. Rồi tao mới gắn dao vậy chưa rồi, cũng kém cái nữa rồi đó. Công phu nhiều giai đoạn quá ha. Mà này đường này hay á. Mấy chục công nè. Hết trời. Này để giật xuống. Cái này là sáng chưa thành phẩm, còn bên đây là gần thành phẩm hả chú? Còn có bột kẽm rồi. Bột kẽm rồi rồi. Này có muối dao trong đây. Này. Vừa làm vừa uống nước trà nhâm nhi. Thế một cái ngồi trong mát. À. Làm tại nhà khỏe trong mát. Này gọi đương đương lồng lưới ha.
Cái này là nghề gì đó? Lòng. Làm lòng, làm vợ cũng như làm vợ khách sạn. Dạ. Làm lòng, làm lợt. Làm vợ. Làm vợ. Ai muốn kêu vợ thì cứ lòng. Dạ. Hay ha. Mấy người trên phố á, người ta khoái coi mấy cái này lắm. Coi thủ công rồi. Dạ, thủ công đương lục bình luôn á. Hay. Này con thấy hay ghê. Đi qua đi lại con thấy làm lòng nữa không? Cây lòng cây cây công mà bẻ thành cây cây ngay. Con còn đi học không? Dạ. Con I recall